Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Canada TFO Canada nhằm triển khai đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, TFO Canada sẽ phối hợp với Vietjet, Cục Xúc tiến Thương mại hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ trong lĩnh vực thực phẩm chế biến và phụ kiện dệt may tăng cường khả năng xuất khẩu, khai thác hiệu quả của các hiệp định thương mại song phương đa phương thế hệ mới đã ký kết để thâm nhập thị trường thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng các cơ hội quốc tế thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu về các định hướng bền vững như môi trường, bình đẳng giới, tiếp thị số, thương mại điện tử, phương pháp kinh doanh tốt, kỹ năng xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường. Tổ chức doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ triển lãm chuyên ngành ở nước ngoài, các thị trường tiềm năng hoặc tham gia đoàn doanh nghiệp giao thương online, trực tuyến tại các hội chợ triển lãm quốc tế. Đây là các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực trong việc hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại tại Việt Nam, nâng cao năng lực, hỗ trợ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam phát triển bền vững, nâng cao năng lực cho các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Cục Xúc tiến Thương mại với TFO Canada nói riêng và mạng lưới các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế nói chung.